mà. Lệ ngư là con cá mạn lệ, nó là một họ của con cá lim kim của mình. Cam ngọt, vị ngọt. Lao là bệnh hư lao. Sái lao, sái có nghĩa là bệnh hư lao mà suy nhược nặng. Sát là giết. Trùng là côn trùng, hoặc là những vi trùng là côn trùng thật là nhỏ, hoặc là trùng này là chỉ về dương xám cũng được. Tỷ, bệnh tỷ. Lậu là nhỏ giọt, cũng như một cái bình đựng nước mà nó lủng một cái lỗ, nó nhỏ giọt từ từ gọi là lậu. Xa là ghẻ lở. Chẳng là ba mặt trái. Mình viết lại cái chữ này sang này cho nó rõ nét. Chứ sao sao là ghẻ lại. Chẳng là bàn trái.
băng là làm băng, máu huyết nó chảy xối xả gọi là làm băng. Băng nó cấu tạo chữ là trên là bộ sơn, ở dưới là hai bộ ngoại nguyệt, có nghĩa là cái thế làm băng là nó dữ dội cũng như là núi lở. Cái ý chỉ như vậy. Tật là bệnh tật. Hữu là có. Công là công lao. Đọc lại một lần cho các bạn nghe. Mạng, mạng lệ, mạng là kéo dài, bỏ chữ này ra. Mạng là bò, một sợi dây, một sợi, một cái cây gì đó mà hình dây nó bò dài gọi là mạng. Nhưng mà này, mạng là chỉ một cái con cá mà nó kéo dài ra, cũng như mình nói một loại cá mà nó thân nó thon dài giống như con cá lim kim vậy đó. Lệ là cấu tạo của ngư và chữ lê, là cây lê hoặc họ lê, ghép lại mạng lệ. Ngư, ngư là con cá. Cam là vị ngọt. Lao sái là hư lao khô khan. Sát trùng là giết trùng. Trị lậu là bệnh trị. Lậu là giọt nước, một cái bình chứa mà nước nó nhỏ từ từ gọi là lậu. Trị lậu là những cái bệnh trị mà nó rò rỉ ở hậu môn. Sang chẳng là ghẻ lở và băng trái. Băng tật là bệnh làm băng. Hữu công là có công.